Nga áp đảo gấp 10 lần về vũ khí, phá thế bế tắc trên 1.000 km tiền tuyến. Nga giữ 1.000 tù binh Ukraine ở Abdiqa. Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân nếu Ukraine nhận F-16. Mỹ, Anh ủng hộ Thủ tướng Hà Lan làm Tổng thư ký mới của NATO. thêm một sự cố với máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ tại Hàn Quốc. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Quan sát cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, giới chuyên gia quân sự nhận định Nga đang sử dụng đàn pháo gấp 10 lần Ukraine, tạo lợi thế giúp Moscow phá thế bế tắc trên tiền tuyến, Robert Gates, cựu giám đốc CIA và cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ đánh giá rằng quân đội Nga đã phá vỡ thế bế tắc trong cuộc chiến ở Ukraine sau nỗ lực thành công của Moscow nhằm giành được thành trì Avdiivka. Ông Gates tiết lộ với Washington Post, cục diện không còn bế tắc nữa, người Nga đã lấy lại được động lực. Tất cả những gì được ghi nhận là người Nga đang tấn công dọc theo mặt trận dài 1.000 km. Đó không phải là động lực có tính đột phá, nhưng có cảm giác rằng họ hiện là những người đang đẩy mạnh cuộc tấn công. Theo ông, Nga đã phải chịu những tổn thất lớn trong cuộc chiến, nhưng với việc Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược do sự hỗ trợ của Mỹ ngày càng suy giảm, người Nga đang cảm thấy rằng tình thế đã thay đổi và họ nắm lấy thời cơ. Các báo cáo cho thấy phía Nga ngày càng có nhiều nguồn cung vũ khí hơn. Số liệu thống kê cho thấy rằng cứ mỗi quả đạn pháo do lực lượng Ukraine bắn ra thì người Nga bắn tới 10 quả. Tờ New York Times dẫn các nguồn tin xấu tên của Ukraine và phương Tây cho biết, lực lượng Nga có thể đã bắt giữ tới 1.000 binh sĩ Ukraine trong cuộc rút lui hỗn loạn khỏi Avdivka cuối tuần qua. Tờ báo của Mỹ mô tả việc rút quân khỏi thành trì của Ukraine ở Donbass là một tổn thất nặng nề đối với Kiev và có thể giáng một đòn mạnh vào tinh thần vốn đã suy yếu của quân đội. Trước đó, tân tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Oleksandr Syrsky tuyên bố đã ra lệnh cho lực lượng nước này rút khỏi Avdivka, Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về kiểm soát được thành trì lớn của Ukraine ở Donetsk. New York Times dẫn lời hai quân nhân Ukraine giấu tên cho biết số tù binh và binh sĩ mất tích ở Avdiivka từ 850 đến 1.000. Tờ báo tuyên bố rằng các quan chức phương Tây giấu tên cũng xác nhận thông tin này. Trong khi các quan chức Mỹ không coi việc mất Avdiivka có ý nghĩa chiến lược đối với Ukraine, thì New York Times lại cho rằng việc bắt giữ hàng trăm binh sĩ, đặc biệt là những người có kinh nghiệm chiến trường, có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng. Tờ báo cho biết thêm, quân đội Ukraine trong nhiều tháng đã phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực, đồng thời lưu ý rằng cuộc phản công mùa hè thất bại của Kiev đã khiến việc tuyển quân trở nên khó khăn. Các binh sĩ Ukraine cho rằng, việc lập kế hoạch rút lui kém là nguyên nhân dẫn đến số lượng tú binh ở Abdiplka cao bất thường. Mặt khác, Kiev bất ngờ trước các mũi tiến công của Nga tiến vào thành phố quá nhanh, trong khi vai trò các lực lượng dự bị Ukraine bảo vệ việc rút quân tỏ ra không hiệu quả. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev mới đây đã đưa ra cảnh báo việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine có nguy cơ dẫn đến xung đột hạt nhân. Ông Medvedev cho rằng máy bay F-16 do Mỹ thiết kế có thể là tác nhân kích hoạt xung đột, đồng thời lưu ý rằng Kiev muốn có loại máy bay này dù không có cơ sở hạ tầng mặt đất để vận hành chúng. Ông Medvedev chia sẻ thêm, nếu một trong những máy bay đó cất cánh từ một quốc gia NATO để thực hiện một nhiệm vụ ở Ukraine, điều đó có nghĩa là gì? có nghĩa là một cuộc tấn công vào Nga. Tôi sẽ không mô tả điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Diễn biến như vậy thậm chí có thể không được lãnh đạo NATO và Mỹ chấp thuận. Các quan chức Nga trước đó đã cảnh báo rằng việc cung cấp F-16 cho Ukraine sẽ gặp nhiều vấn đề. F-16 nếu được trang bị vũ khí không đối không có thể sẽ mang lại ưu thế trên không cho không quân Ukraine và tạo ra mối đe dọa đối với không quân Nga, từ đó xoay chuyển cục diện chiến trường. Theo tờ Kiev Post, trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải đoạn video cho thấy Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đến thăm và trao huy chương cho các binh sĩ tham gia chiến dịch tấn công và giành quyền kiểm soát thành phố Avdiivka ở Ukraine. Sau 7 tuần, có tin ông thiệt mạng trong vụ tấn công của Ukraine và Crimea. Trước đó, tin đồn lan truyền ông Gerasimov đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào sở chỉ huy của Nga ở bán đảo Crimea hôm 8 tháng 1. Lần gần nhất truyền thông Nga nhắc tới ông Gerasimov là vào ngày 18 tháng 2, khi hãng thông tấn TASS đưa tin Tổng tham mưu trưởng Nga và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã báo cáo cho Tổng thống Vladimir Putin về quá trình giành quyền kiểm soát thành phố Avdiivka thuộc vùng Donetsk của Ukraine. Bộ Quốc phòng Thụy Điển ngày 22 tháng 2 công bố gói viện trợ thứ 15 cho Ukraine trị giá 687 triệu đô la Mỹ. Đây là gói viện trợ lớn nhất từ trước đến nay của nước này dành cho Ukraine nâng tổng viện trợ quân sự của Thụy Điển cho Ukraine trong vòng 2 năm qua lên 2,9 tỷ đô la Mỹ. Gói viện trợ sẽ bao gồm đạn pháo và các loại đạn dược khác, hệ thống phòng không, vũ khí nhỏ và trang thiết bị khác cho Ukraine. Gói viện trợ cũng bao gồm 10 tàu tấn công Combat Boat 90, 20 tàu đổ bộ lớp G và các loại vũ khí dưới nước. Ngoài ra, Kiev sẽ được hỗ trợ tài chính để có thể mua thêm xe chiến đấu bộ binh của Thụy Điển. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hôm nay tuyên bố, nước này sẽ đảm bảo hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong 10 năm tới theo một thỏa thuận song phương. Thỏa thuận chỉ ra rằng Đan Mạch sẽ hỗ trợ Ukraine trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự trong 10 năm tới. Thỏa thuận này giúp tăng khả năng của Ukraine trong việc bảo vệ đất nước trước Nga và ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga trong tương lai. Đổi lại, Ukraine cam kết thực hiện những cải cách cần thiết để mở đường cho việc gia nhập EU và NATO. Cập nhật tình hình căng thẳng tại Biển đỏ, các cơ quan giám sát hàng hải cho biết khu vực vừa xảy ra một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào một tàu chở hàng đang di chuyển trên vịnh Aden. Vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn trên con tàu này. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh cho biết một tàu chở hàng đã bị hai tên lửa tấn công, dẫn tới một vụ hỏa hoạn trên tàu này. Công ty an ninh hàng hải Amore cũng thông báo một vụ cháy bùng phát trên một tàu chở hàng treo cờ Palau thuộc sở hữu của Anh sau khi xảy ra hai cuộc tấn công bằng tên lửa từ Aden ở đông nam Yemen. Theo công ty này, tàu chở hàng trên dường như đang trên hành trình từ Maptafut, Thái Lan hướng về phía biển đỏ. Những người trên tàu đã được khuyến cáo rời khỏi tàu và cẩn trọng hơn. Hiện chưa có nhóm nào nhận đã thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa trên, song vụ việc diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi thực hiện loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu chở hàng di chuyển qua Biển Đỏ từ giữa tháng 11 năm 2023. Nhóm này tuyên bố mục tiêu tấn công của nhóm này là các tàu liên quan Israel. Các cuộc tấn công của Houthi đã buộc một số hãng vận tải biển chủ chốt phải ngừng cho tàu di chuyển qua Biển Đỏ và chuyển hướng di chuyển quanh mũi hảo vọng ở cực Nam Châu Phi. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Hai quốc gia trụ cột của NATO là Anh và Mỹ hiện nay đều ủng hộ thủ tướng Hà Lan ông Mark Rutte làm tổng thư ký mới của liên minh thay thế ông Jens Stoltenberg người mãn nhiệm vào tháng 10 tới. Bộ ngoại giao Anh hôm 22 tháng 2 cho biết, nước này ủng hộ thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hà Lan ông Mark Rutte kế nhiệm ông Jens Stoltenberg làm tổng thư ký tiếp theo của liên minh quân sự tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo Bộ Ngoại giao Anh, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte là một nhân vật được kính trọng trên toàn NATO với kinh nghiệm và các bằng cấp nghiêm túc về quốc phòng và an ninh. Ông cũng đồng thời là người sẽ góp phần đảm bảo liên minh quân sự này vẫn vững mạnh và sẵn sàng cho mọi nhu cầu tự vệ. Cùng với anh, Mỹ cũng ủng hộ Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hà Lan. Ông Mark Rutte kế nhiệm ông Jens Stoltenberg làm Tổng thư ký tiếp theo của liên minh quân sự NATO. Theo nguồn tin ngoại giao Mỹ, Tổng thống Joe Biden hôm nay đã bày tỏ ủng hộ ông Mark Rutte làm Tổng thư ký tiếp theo của NATO. Với sự ủng hộ của Mỹ, việc trở thành người đứng đầu NATO của Thủ tướng Hà Lan chỉ còn là vấn đề thời gian. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đang được xem là ứng cử viên tiềm năng sẽ tiếp quản vị trí Tổng thư ký NATO khi ông Jens Stoltenberg mãn nhiệm vào tháng 10 năm nay. Bản thân ông Mark Rutte cũng đã nhiều lần bày tỏ sự quan tâm đến vị trí này từ năm ngoái. Hãng Yonhap dẫn tin của một đơn vị không quân Mỹ cho biết, một máy bay chiến đấu F16 của Mỹ đã thả hai thùng nhiên liệu xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây Hàn Quốc khi gặp tình huống khẩn cấp trước khi trở về căn cứ an toàn. Theo đơn vị này, chiếc F16 của phi đoàn tiêm kích số 8 đã thả các thùng nhiên liệu xuống hoàng hải khi chiếc máy bay gặp tình trạng khẩn cấp vào khoảng 10 giờ sáng ngày 22 tháng 2 theo giờ địa phương. Sau khi cất cánh thực hiện chuyến xuất kích thường lệ từ căn cứ không quân Gunsan ở Gunsan, cách Seoul 178 km về phía nam. Phi công vẫn cố gắng trở về căn cứ an toàn và theo nguồn tin trên, một cuộc điều tra sẽ diễn ra để tìm ra nguyên nhân của tình huống khẩn cấp. Tháng trước, một chiếc F-16 của Mỹ rơi ở vùng biển ngoài khơi Gunsan. Đây là vụ tai nạn máy bay Mỹ thứ ba liên quan đến máy bay F-16 ở Hàn Quốc trong một năm. Vào tháng 12 năm 2023, một chiếc F-16 đã rơi xuống Hoàng Hải trong quá trình huấn luyện định kỳ, trong khi một chiếc F-16 khác bị rơi gần căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách Seoul 60 km về phía nam vào tháng 5 năm 2023. Không có thương vong trong cả ba vụ tai nạn này. Mỹ vừa lên tiếng cảnh báo về phản ứng nhanh chóng và nghiêm khắc từ cộng đồng quốc tế nếu Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga, sau khi truyền thông đưa tin Moscow đã nhận được loại khí tài này từ Tehran. Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến với các phóng viên ngày 22 tháng 2, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Washington đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu xác nhận việc các tên lửa đã được vận chuyển từ Iran sang Nga. Song hãng tin Reuters hôm 21 tháng 2 dẫn 6 nguồn tin độc quyền hé lộ, Iran đã cung cấp cho Nga một số lượng lớn tên lửa đạn đạo đất đối đất uy lực, phản ánh hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia bị Mỹ trừng phạt. Ngoài ra, ông Kirby cho biết Iran đã cung cấp cho Nga một số lượng đáng kể máy bay không người lái, bom dẫn đường và đạn pháo mà Nga đã sử dụng để tấn công Ukraine ở một mức độ nào đó. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho hay, để đáp trả sự hỗ trợ liên tục của Iran đối với cuộc chiến tàn khốc của Nga, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran trong những ngày tới, và chúng tôi sẵn sàng tiến xa hơn nếu Iran bán tên lửa đạn đạo cho Nga. Một chiếc xà lan đã va chạm với một cây cầu bắc qua Châu Giang, gần thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, khiến một phần cây cầu bị gãy và các phương tiện rơi xuống nước. Cơ quan An toàn Hàng hải Quảng Châu ngày 22 tháng 2 cho biết, chiếc xà lan đang đi từ thành phố Phật Sơn đến một quận phía nam Quảng Châu thì đâm trúng cây cầu Lisinsa lúc 5 giờ 30 phút sáng. Hình ảnh được CCTV đăng tải cho thấy một phần của cây cầu bị gãy vụn sau vụ va chạm khiến toàn bộ giao thông trên cầu bị đình trệ. Bốn chiếc ô tô, bao gồm một xe buýt và một xe máy điện đã rơi khỏi cầu. Chiếc xe buýt và một xe hơi khác lao xuống nước, trong khi ba phương tiện còn lại mắc kẹt trên xà lan trên xe buýt chỉ có tài xế nhưng không rõ người này còn sống hay không hai người được xác định đã thiệt mạng một người bị thương trong khi hai người khác được cứu tổng cộng có ba người đang mất tích truyền thông địa phương đưa tin chính quyền thành phố đã cử lực lượng cứu hộ bao gồm sáu thợ lặn tới hiện trường nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra các tàu và phương tiện khác được khuyến cáo nên đi đường vòng chủ xà lan đã bị bắt giữ Cảnh quay bằng máy bay không người lái do các nhân chứng ghi lại cho thấy, trận lốc xoáy hiếm có xảy ra ở tỉnh Tây Java, Indonesia đã để lại nhiều hậu quả nặng nề về người và vật chất. Lốc xoáy mạnh đã quét qua thị trấn Sumedang ở tỉnh Tây Java ngày 21 tháng 2, làm ít nhất 33 người bị thương và gây hư hại nhiều nhà cửa. Một số video do các kênh truyền thông đăng tải cho thấy gió lốc cuốn bay mái của một nhà máy làm cây cối trao đảo, gây đổ sập mặt tiền của một cửa hàng trong khi người dân la hét. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Nhà nghiên cứu khí hậu Emma Julie Hastin đánh giá cơn lốc xoáy vừa qua tương tự như những trận gió dữ dội thường xảy ra ở Bắc Bán Cầu. Lốc xoáy rất hiếm ở Indonesia và hầu hết chỉ xảy ra ở Bắc Bán Cầu. Đến nay, Indonesia chỉ ghi nhận những cơn lốc xoáy với cấp độ nhỏ hơn. Bà Emma Julie Hastin cho biết cơ quan này sẽ mô phỏng lại trận lốc xoáy để tiến hành điều tra phân tích gói trừng phạt của EU nhắm vào Nga sẽ chính thức được phê duyệt vào thời điểm đánh dấu năm thứ hai xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo đó, gói trừng phạt sẽ cấm vận 193 thực thể và cá nhân bị cáo buộc giúp Nga mua vũ khí hoặc liên quan đến bắt cóc trẻ em Ukraine. Các nguồn tin ngoại giao ở EU cho hay, các thực thể và cá nhân bị trừng phạt sẽ bị cấm đi du lịch hoặc kinh doanh tại lục địa già. Ngoài ra, danh sách còn có một công ty của Triều Tiên và một công ty của Belarus. Nga luôn phủ nhận mọi cáo buộc, cho biết họ nhận trẻ em từ vùng chiến sự để bảo vệ chúng. Tháng 3 năm ngoái, công tố viên trường của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC cho biết Nga đã chuyển đi ít nhất hàng trăm trẻ em từ các trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão ở các vùng bị chiếm đóng của Ukraine. Phần nhiều trong số này đi nơi khác làm con nuôi. ICC đã truy tố các quan chức, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin vì bắt cóc trẻ em Ukraine, cáo buộc vi phạm tội ác chiến tranh. Các đại sứ cũng gia hạn thêm 6 tháng, những lệnh trừng phạt đã và đang áp lên khoảng 2.000 cá nhân và thực thể liên quan tới Nga từ trước đó. Có trừng phạt gần nhất của EU nhắm vào Nga tập trung vào việc áp đặt các lệnh cấm nhập khẩu kim cương có nguồn gốc từ Nga, đồng thời ngăn chặn việc lách luật trừng phạt và lấp lỗ hồng của các lệnh trừng phạt. Trong gói trừng phạt thứ 13 nhắm vào Nga, ngoài các thực thể của Nga, Bốn công ty Trung Quốc và một công ty Ấn Độ cũng nằm trong danh sách trừng phạt với cáo buộc đã giúp Nga lách các biện pháp được áp dụng trước đây nhằm ngăn chặn việc mua các công nghệ có thể sử dụng cho mục đích quân sự. Đây là các công ty sản xuất hàng hóa hoặc công nghệ lưỡng dụng, đặc biệt là máy bay không người lái. Các công ty trong danh sách trừng phạt sẽ bị đóng băng tài sản trên lãnh thổ EU và các thực thể từ liên minh châu Âu bị cấm giao dịch với họ dưới bất kỳ hình thức nào hoặc cung cấp tài chính cho họ việc thông qua các biện pháp trừng phạt mới ban đầu đã gặp sự ngăn cản từ Hungary. Theo Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato, việc áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại Nga là vô nghĩa và chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế của Liên minh châu Âu mà không mang lại hòa bình ở Ukraine. Nó chỉ là một biện pháp giả tạo như một điểm nhấn trước dịp kỷ niệm 2 năm nổ ra cuộc xung đột. Tuy nhiên, cuối cùng Hungary tuyên bố sẽ không phủ quyết gói này trong quá trình thảo luận các biện pháp trừng phạt trong gói 13, Czech còn muốn đưa ra đề xuất của mình nhằm hạn chế sự di chuyển của các nhà ngoại giao Nga trong khu vực Strehlen. Theo bộ trưởng ngoại giao Czech Jan Lipansky, toàn bộ hoạt động gián điệp diễn ra dưới vỏ bọc ngoại giao là một sự thật đã được công chúng biết đến. Do đó, Czech yêu cầu các nhà ngoại giao Nga nhận thị thực và giấy phép cư trú chỉ cho phép di chuyển trong nước sở tại chứ không phải trên toàn bộ khu vực Strehlen. Đồng thời, Czech muốn EU chỉ chấp nhận hộ chiếu sinh chắc học, loại hộ chiếu khó giả mạo hoặc liên kết với danh tính giả hơn. Mặc dù yêu cầu của Czech vẫn chưa được thực thi, nhưng Praha hy vọng rằng biện pháp này có thể xuất hiện trong gói trừng phạt khác sẽ sớm được áp dụng. Ngày 20 tháng 2 năm 2024, Liên minh châu Âu EU đã gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Nga cho đến ngày 24 tháng 2 năm 2025. Thông báo này của EU được công bố trên tạp chí chính thức của EU, trong đó nhấn mạnh tiếp tục duy trì tất cả các biện pháp mà EU đã thực hiện cho đến nay và thực hiện các biện pháp bổ sung cần thiết. Giữa tháng 1 năm 2024, EU bắt đầu thảo luận về gói trừng phạt thứ 13 chống lại Nga. Theo Bloomberg, các biện pháp hạn chế dự kiến được thông qua vào ngày 24 tháng 2 năm 2024, đúng vào dịp 2 năm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine gói trừng phạt đầu tiên mà EU áp đặt lên Nga là vào ngày 22 tháng 2 năm 2022. Nga đã hứng chịu gói trừng phạt đầu tiên của EU sau khi Nga công nhận hai nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk một ngày trước đó. Nằm trong danh sách hạn chế, cấm đi lại và phong tỏa tài sản tại EU, có 351 nghị sĩ Duma quốc gia. Những đại biểu đã thông qua việc công nhận độc lập hai chủ thể mới này. Ngoài ra, 27 cá nhân và pháp nhân bị đưa vào danh sách đen bao gồm các ngân hàng và tổ chức tài trợ cho các hoạt động của Nga tại Donbass. Gói biện pháp trừng phạt thứ hai mà EU thông qua vào ngày 25 tháng 2 năm 2022 áp đặt đối với 78 cá nhân Nga, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Thủ tướng Mikhail Mishutin. Ngoài ra, 64 tổ chức quan trọng của Liên bang Nga bị cấm vận trong lĩnh vực tài chính và công nghệ ngày 28 tháng 2 năm 2022, gói trừng phạt thứ ba bắt đầu được áp dụng. Tài sản của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga bị phong tỏa. 26 người phải chịu lệnh trừng phạt, bao gồm thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, giám đốc điều hành của tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Nga Igor Shechin. Ngoài ra, với gói thứ ba, 300 tỷ đô la dự trữ của Nga tại Âu Mỹ bị phong tỏa và hầu hết hoạt động tài chính của Nga đều bị ngắt kết nối khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Gói trừng phạt thứ tư diễn ra ngày 5 tháng 4 năm 2022 sau khi cuộc đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul thất bại. Những nhân vật đình đám như các tỷ phú German Khan, Konstantin Erd, Roman Abramovich và tất cả những người liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã trở thành nạn nhân của chính sách này gói thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2022 bổ sung cho gói thứ tư khi 200 quân nhân và quan chức khác của Nga được điền thêm vào danh sách bị trừng phạt. Các lệnh trừng phạt cũng được áp dụng đối với ngành khí đốt của Nga. Trong đó, phương Tây ngừng cung cấp cho Nga các thiết bị cần thiết để sản xuất và vận chuyển khí hóa lỏng. Với gói thứ 6, bắt đầu ngày 3 tháng 6 năm 2022, phương Tây quyết định cấm nhập khẩu dầu của Nga bằng đường biển Đồng thời, ngân hàng lớn nhất nước Nga, Sberbank, bị ngắt kết nối với Shrip và người sáng lập công ty công nghệ thông tin hàng đầu Yandex là Arkady Volozy bị liệt vào danh sách đen. Chủ đề dầu mỏ được bổ sung bằng lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga vào EU trong gói thứ Bảy ban hành ngày 21 tháng 7 năm 2022. Ngoài ra, do gặp khó khăn với thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, EU đã muốn áp đặt lệnh trừng phạt lên ngành công nghiệp Nga. Tuy nhiên, đích thân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã ngăn cản điều này. Trong gói thứ 8, vào tháng 9 năm 2022, cũng như trong gói thứ 7, các nhà hoạch định lệnh trừng phạt đã làm rõ các biện pháp của họ, cố gắng loại bỏ các phương thức lách lệnh trừng phạt. Đồng thời, phương Tây ấn định ngày bắt đầu áp dụng trần giá dầu thô của Nga là ngày 5 tháng 12 và sản phẩm dầu mỏ từ 5 tháng 2 năm 2023. Gói thứ 9, ngày 16 tháng 12 năm 2022, đã ban hành mức giá trần là 60 đô la một thùng. Mức trần giá xăng đã được lên kế hoạch cho năm 2023 nhưng vẫn chưa thành hiện thực. Ngoài ra, danh sách những cá nhân và công ty bị xử phạt được mở rộng, trong đó có các phó thủ tướng Nga, lãnh đạo các nước Cộng hòa tự trị, nhà báo, ca sĩ. Gói thứ 10 có hiệu lực ngày 25 tháng 2 năm 2023, sau ngày bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt một năm áp lệnh cấm vận lên ngân hàng off ngân hàng nước ngoài 100% của Áo, Eltunflot, Quỹ Phúc Lợi Quốc gia và Mặt trận Nhân dân Toàn Nga. Đồng thời, lệnh cấm được áp dụng đối với việc cung cấp và vận chuyển hàng hóa có công dụng kép trong dân sự và quốc phòng, cũng như những hàng hóa có thể được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga. Gói thứ 11 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2023 không phải nhằm mở rộng danh sách đen hay bổ sung loại hàng hóa mà nhằm trừng phạt những kẻ vi phạm. Trong tâm, được chuyển sang thắt chặt cuộc chiến chống lách luật trừng phạt với sự giúp đỡ của các nước và các bên thứ ba, tức là các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những đối tác truyền thông của Nga. Còn các công ty châu Âu nào cung cấp hàng hóa và công nghệ trong danh sách đen sẽ bị cấm cấp phép và bán bản quyền và sở hữu trí tuệ liên quan. Trong gói thứ 12, bắt đầu ngày 19 tháng 12 năm 2023, các nhà sản xuất châu Âu được yêu cầu bổ sung dữ liệu chính xác về điểm đến của hàng hóa đi qua Liên bang Nga. Gói cấm vận này có khả năng tác động đến một số hàng hóa nhất định, những mặt hàng công nghệ cao, chẳng hạn như các linh kiện sử dụng trong vũ khí của Nga, một số sản phẩm dành cho lĩnh vực hàng không, công nghệ thông tin. Và mới đây nhất, ngày 21 tháng 2 năm 2024, EU đã phê chuẩn gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga. Gói trừng phạt mới đưa thêm gần 200 thực thể và cá nhân của Nga vào danh sách trừng phạt, song không mở rộng ra biện pháp mới. Mặc dù chịu đựng 12 gói cấm vận từ EU và gói thứ 13 được phê duyệt vào ngày 21 tháng 2 năm 2024, đúng dịp 2 năm nổ ra cuộc xung đột, nền kinh tế và xã hội Nga gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nước này vẫn đứng vững. Nhưng với diễn biến của cuộc xung đột Nga-Ukraine chưa có hồi kết, các gói trừng phạt này chắc chắn chưa phải là cuối cùng, cho dù tác hại không chỉ đối với Nga mà còn với cả EU và cả thế giới. Quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube báo điện tử VOV. Nếu yêu thích chương trình, xin mời quý vị ấn like và đăng ký kênh, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thực sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!